Đây. Mình đang. À, màu đen sạc này ui. Cắp sạc này đây. Chung là hình thức không mới lắm. Nokia là cái mặt kính có vẻ vẫn mới, ra không được rồi nên là vẫn mới. Xấu thì thôi rồi mẹ. Giờ mình sẽ lắp sim. Sim này hay sim đéo này. Ok, sau một hồi lắp sim thì cuối cùng máy cũng nhận sim. Mình khai sim hơi lởm, mình phải phẫu thuật lại. Lắp thử sim hai nào. Xin hỏng mẹ ăn. Chắc là vẫn dùng được. Ok.
nào xem đấy. Thôi được rồi.